chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sử dụng sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Bắt con trong lồng dễ bắt, ngay đây chạy đằng rời con. Không chịu đi chợ đâu. Con này dễ bắt hơn nhưng mà hơi gầy. Tạm biệt. Mày. Đây. Đúng mời nhé. Một con này hơi gầy, trông si cửn nhen quá. Vừa đánh nhau xong. Úi dồi ôi. Vừa đánh nhau xong sao. Kệ. Một mình. Vừa đón được. À đâu, quên. Nhà tôi mua con gà ngọt. Gà chói à? Ừ, gà chói. Ơ, con lo chị lấy nhỉ? Mua. Chắc mua đâu vậy? À, gà nuôi. Mua đâu? Gà nhà đúng không? À, gà nhà. Bây giờ anh em nướng, thích nướng hay là thích chơi món gì? Nướng đi bạn ơi. Nướng hoặc nướng siêu cay. Tôi đi ăn rồi anh ơi. Tôi ướp sẵn rồi để nướng. Còn nếu mà muốn xào xáo thì... muốn xào xả ớt thì chẻ ra xào. Quay đi thì nó ra rồi. Ra rồi. Nướng nhá. Nướng này nướng. Nướng nhá. Nướng nhá xong anh em uống bia nhá. Ok ok. Anh ơi, rồi xong quay lại anh lau nhá. Chạy về đây. Dài than ra. Than đấy là được rồi. Chị Trần, con này gà già đấy. Anh lông, mua ở đâu ấy? Lông hai ấy, khó chín lắm. Hả? Hả? Mua ở đâu ấy? Anh mua ôi sủi nhiều lắm, có tiền là mua được hết em ạ. Chắc nhờ. Ờ. Anh còn mua không mất tiền cơ. Điều. Ơi, điều. Ai ngu đấy? Ngu thấy chưa? Tao bảo mày lúc nãy mày đi chợ có phải là mày mày ám được luôn 5 loét mà mua không mất tiền không? Chụp. Tao đi chợ thì cứ lười. Người ta ngu, ơ ngoài chợ cũng có gạch chuỗi á. Ờ. Điều. Trông nhá. Ok. Thế này là 19. Thế anh đi ra mà trông. Hợp thật chưa? Chưa chín anh ạ. Chín rồi. Một lúc nữa đồng chín. Cháy rồi này. Chưa. Rồi. Thế này còn sơi, ủ thơm nhỉ. Còn sơi 19. Ây, chưa chim gan lồng bể. Em đi lấy luôn. Nhanh lên.
này chắc thịt nhỉ? Chắc, gà trọi mà. Càng nướng càng phát nhưng mà chắc. Chúng ta thằng mê. Chắc là được rồi đấy. Đây. Anh ơi, đi. Chạy đi. Đi. Hả? Không phải dứa. Đấy, mày đang rửa mà nướng tiếp. Đi, vào đây, anh em mình vào đây. Sống chả sống. Lại phải to quá. Thế chưa chín anh đã đợi mang vào. Anh em lại phải mua dầu. Thế là đấy. Quên thêm dầu ăn à rồi. Ui nó chảy mỡ ra nhìn xuống nhở. Quên dầu ăn đấy. Tưởng anh chỉ. Chỉ nước khô. Gà này làm gì có mỡ. Nó phải công nhận là nó lâu chín thật. Nó chắc quá nó đặt. Sao anh bẻ quặp cánh nó thế? Mình đặt vào. Gì gọi là gà cánh tiên à? Không phải là sống lắm đâu, nhưng mà quan trọng là lúc này anh em đang đợi bia thôi. Căn bảo là gà này nó không biết đâu. Đẹp, anh gì sát thương? Gì sang bên này nè. Gì à? Ok đấy. Thôi, nói chung là sống sống tí. Mang cái chén này. Nào. Nói lắm rồi. Đi. Ê. Ê, mấy anh em vào đây. Đây này. Đặt luôn vào đây, Đặt vào đấy luôn á. Đặt vào đây. Không phải gỡ. Kê gì đấy. Cho kê cái đĩa vào đây này, đặt cái đĩa. Kê ra ngoài bên. Hả? Rồi. Mang cái đĩa sữa vào. Đó. Lót kéo. Lót nó ra. Cho muối à? Ngon à? Siêu hấp dẫn. Ngon không? Mày ăn vào đây. Mày ăn vào đảm bảo mày khen. Chả khen à? Ừ. Gà nhà em mà. Em ăn cái cánh nè. Rồi. Đi gặp lại. Vào đi, mấy anh em lên đi. Em chén. Còn ai không ngại thì cứ... Em chén cái cánh. Rồi. Đấy. Mua vào đây. Ui, chín kia. Ai, triển khai, triển khai. Cái cánh luôn. Ấy, còn cái dao nữa đâu nhỉ? Cánh. Đây, bây giờ anh em mình xẻo ăn dần nhá. Xẻo. Tự, đấy thôi. Cái con này nó dài lắm. Xẻ chéo. Đây, cho mau đệm miếng đầu tiên. Mời tất cả mọi người nha. Ui, không có gia vị à? Hả? Có, từ từ. Mày nếm thử xem đã. Ui, đây rồi. Gia vị đây rồi. Đây, cho... Ừ, bạn thử miếng này gà. Mùi trái vừa ngọt, ngon lắm anh ạ. Ủa chặt bớt cái cây này mọi người nhá. Tút ra nhỉ? Hay tút ra nhỉ? Tút ra. Tút ra nhá. Nào tút ra đi. Ngon ngon lắm. Bia với nước gà này chuẩn bị. Cho nước chấm đây. Mà lại không có bia. Nào, dốc ngược lên. Ủa chảy nước. Rồi. Ok. À, ui nó to ấy. Đây, nước chấm này. Giống con gà cúng này anh nhỉ. Còn gì nữa đây? Chân giò. Chân giò à? Thôi chén gà trước ạ. Nhiều thế. Quá xài. Bỏ giấy này ra. Ui mớ đã. Còn con dao cứng cứng lúc nãy đâu rồi? Anh bỏ cái giấy ra. Dao này, à. Nóng. Ui. Mới thêm cái cánh ấy. Sao thêm thì mình không gặm được đâu. Em gặm được. Gặm mà xong đưa về đừng có sót nhá. Sót gì? Ừ. Em có bị sứt lưỡi đâu mà sót. Cái này cay à? Không, sót cái khác. Wow. Đây em bỏ lên đây này. Ui, hơi căng. Mà tớ bảo con nhé, cánh nè. Ui, kén lông này. Ê, xỉa em có cái kén lông. Ui. Ăn được cả lông. Làm thử biến ra trước đi em ơi. Em ơi, vâng. Da ngon nhất đấy, gà trọi da ngon nhất. Rột vốt da đàn da trước. Dài lắm. Quá. Dài quá. Dài lắm. Nó dài, con này đáng nhẽ ra xào xả ớt. Ây à. Đâu của Vượng đâu, bát Vượng đâu. Đây. Đây, nhìn mọi người nhìn này. Ê. Thích kiểu chưa? Ngon lắm mọi người, dài vô cùng. Dài thơm à. Thơm á. Ê, anh ăn đi. Đây, đợi các. Đây, em này. Đây.
ăn dần thế này nó ngon hơn, nhưng mà nó hơi dài đấy. Còn anh cả mang ra băng nghỉ dưới anh. Cả trọi gì cũng như là phải dài. Ấy bia đi. Để đây. Từ từ. Ừ. Dài nữa. À, anh em mình làm cái nhá. Sức khỏe anh em nhá. Ngon ấy. À, em ơi. Vâng. Nào đây có làm tí không? Ừ. Nuột. Bỏ anh đi. Bỏ thì để đấy tao triển khai hết. Con gà này là gà chiến mà nói chung là một thời hoành tráng. Cái ấy, anh mua ở chợ bà nào ấy? Ừ, bí mật. Cái kia nó pha cái nước chấm này ngon quá. Đấy. Là tỏi. Đây, đây ăn đi bà này. Đây xẻo cả này nhá. Cho màn cái ấy vào vào cốc bia này. Cốc bia ai đây? Đây à. Hình như cốc bia này. À. Quá. Con này đáng nhẽ ra phải xào xả ớt. Đây. Đây hôm nọ là không có cái bàn này, ra là chúng ấy đúng không? Có bàn này anh em cùng ăn nó thoải mái hơn. Đây à, đầy đủ phụ kiện. Đồ ăn nó rất là sang trọng đúng không? Ấy à. Ui, xèo xèo tôi các bạn ơi. Đưa ra đây. Lứa mà. Đây phải lựa đúng khớp. Gà gà dài. Gà dài kinh điển. Ui, cái này mà trọi quá rồi. Con này đáng nghĩ là xào xả ớt. Ừ. Tôi thôi bạn làm luôn. Ui, ui, ui. Đồ quá. Đồ quá, thế xèo ra. Chào ra thì tôi lấy thêm cái dao. Cái chân này đi, chân này sống. Ăn như này chắc. Ngọt. Không sống mày nó. Ăn đây rồi. Ăn đến nơi gặm cả ngày. Này đây ăn cái này đi. Mày máy quay đang rất dài. Dài quá. Máy quay đang rất dài. Rồi. Cái này ngon quá, cứ để đây. Đấy, để đấy xẻo dần. Xẻo ăn dần đấy. Rồi đấy. Ui, không chặt được. Ra đây con gà đấy. Con này khó. Đấy mà chăn trả là đi cả răng đấy. Muôn đây trả. Đây. Rồi. À kìa muôn. Thực chất con này hơi khó nuốt một tí. Đấy, đây, đây, đây. Để ăn. Ngon này ạ. Miếng này dài lắm. Hôm nay lần thứ hai anh em mình được anh em ở dưới Sóc Sơn mang tiếp một bộ phản nữa để lên tặng cho anh em mình. Đấy, chả có gì đâu, chỉ có mỗi con gà trọi nuôi từ lâu rồi. Thì anh rất chắc quý vị. À quên, rất ngon. Nhầm, mua ngoài chợ. Rồi để đãi anh em Sóc Sơn. Mọi người cứ ăn tẹt đi nhá. Gà và gà rất chắc quý vị ạ. Rất ngon. Gà đấy đấy. À thử gà ăn đi, chén đi ạ. Ừ. Thôi. Đây, quý vị ạ. Dài nhỉ anh nhỉ. Đây. À đây. À chúc sức khỏe nhá. Ok. Mọi người ai muốn mua chiếu ngựa và những tất cả mặt hàng nội thất thì cứ có thể liên hệ anh Chuyển đây. Số điện thoại 0985331268 nhá. À đây không phải là một video quảng cáo nhá. Chỉ gọi là xin một tí quảng cáo. Nói chung là đến với kênh mua chiếu ngựa của bên mình thì tất cả những đồ gỗ thì quý vị sẽ mua được tất cả những cái giá mà nó là giá thành phải chăng nhất, mà là nó là giá gốc từ xưởng. Đúng rồi, dạng này dài quá. Như một tôi tao chất là từ nhiều chất gỗ đến tất cả cái sơn của quý vị. Là chúng tôi là bên tôi là không không lấy tiền trước của khách hàng. Đây là một khách hàng là phải cái nhất là tin tưởng vào cơ sở, cái thứ hai là chúng tôi sẽ cho sản phẩm nếu quý vị đã quý chị trên cả nước đã thực sự tin tưởng vào cửa hàng của chúng tôi. Cơ sở chúng tôi thì chúng tôi sẽ không lấy tiền cọc và chuyển hàng về tận nhà quý vị anh chị kiểm tra hàng tại nhà mình. Hàng đẹp thì quý vị có thể nhận hàng, còn nếu mà như chúng tôi bán một đằng hoặc là làm một đẹp thì chúng tôi sẽ bao quay đầu nếu mà sản phẩm của chúng tôi có lỗi. Đấy, okay. Quý vị nhé.
quá lâu kê rồi. Anh em thì đã dùng một cái từ mà căng. Mời quý vị nhá, rất là dài. Con mẹ con gà này ngon không? Ngon nhưng mà nó gà này quá ngon luôn. Và biết tại sao nó đánh nhau nhiều rồi, chiến nhiều mà tôi còn được đi đánh con gà này rồi. Điều bộ quyền. Nhưng mà nó hết thời à? Gà ngoài chợ anh được đi. Không phải nó hết thời mà chủ nó hết thời. Chủ nó hết thời. Bảo là ôi, tao tiễn mày đúng không? Đấy. Chủ nó hết thời, chủ nó lười quá. Tao nhìn cái mồm. Chủ nó lười quá thế nên là cho nó đi. Các bà ở ngoài chợ này là bà này ăn trộm của chồng mà lại bán nhỉ. Giải. Quá kinh điển. Đây có món gà chọi, tất cả những món còn lại như đang thất thế. Cho anh. Mày không nhá được cái đấy, mày cho anh. Dài lắm cái miếng anh cho em. À rồi, khả năng clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Để cho mọi người đứng đằng sau còn vào thưởng thức, tại vì mọi người cứ sợ ống kính. Thôi xin chào tất cả mọi người nhá. Muốn ăn gà chọi thì lên gặp anh em Tam Ma, mà muốn mua đồ gỗ thì có thể gặp anh Tiễn đấy nhá. Đấy, à đây, trên này. Đấy. À tí bạn đấy cho mẹ vợ tôi một bộ. Thì không tôi tính thế này, chở một bộ ở đây về đấy xong rồi thì sau đấy sau cứ chở một bộ đây về đấy nhá. Tí nó bạn chở luôn cái nặng của sư đó. Thì bây giờ phải cho xe, có xe xong rồi ví dụ mấy hôm nữa này tôi sẽ cho bộ khác lên. Rồi, uống đi. Thôi à quên. Xin chào tất cả mọi người nhá. Nếu thấy clip của anh em mình hay nhớ để lại cho anh em mình một like, một share và đăng ký kênh nhá. Chung okay, cảm ơn bà con. Chào mọi người nhá. Chưa hết clip đâu, còn nữa nhá. Ngon rồi. Mẹ vợ phải quá dùng luôn một bộ, sau lại chở một khác rồi. À xin lỗi luôn. Nào mấy mấy cái video này lớp đây cũng không đắt. Cho xe. Sáu cái cây cảnh cứ để ngay, lúc kia cái bắt đầu đẹp ngay. Ok. Bố mẹ vợ thích một cái mà phải chuyển ngay một cái gì? Vợ là phải trên hết. Đấy. Nhưng mà nói chung là chưa có chỗ để nên phải để tạm này đã. Ok luôn. Nhảy mẹ. Thôi không, nhưng mà trong này nó kéo hơn. Nhảy mẹ. Khớp hơn phải quán. Phải quán nền nó mặt bằng một đều. Mặt bằng một đều. Oh!
bàn phẫu thuật nữa. Ở nhà trông nó phải mất người rồi. À, chỉ có mất đại ca thôi. Mất đại ca bảo về xin được gà trọi. Chất miệng. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamatibi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamatibi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. Đó. Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamatibi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.